Xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Vườn To nhé. Thì hôm nay em Trung Vườn To lên cho mọi người xem cái hoa nguyệt quế leo mọi người nhé. Hoa có mùi thơm nhẹ, rất là dễ chịu. Thì hiện tại bên em đang có một lô như thế này. Cây cao khoảng 80 cho đến 1 mét không tính chậu mọi người nhé. Mọi người có thể trồng cây này để leo dàn, leo ban công, leo hàng rào, rất là đẹp. Hoặc là trồng trang trí các quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, trồng xung quanh nhà, vừa có mùi thơm. Cái hoa này rất là đẹp đấy. Hoa của nó thì nở chủ yếu vào những tháng gần Tết mọi người nhé. Còn mùa hè thì nó cũng có nhưng mà ít hơn. Mùa Tết thì nở rất là nhiều, rất là thơm. Một cây cũng nên trồng. Thì anh chị có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ số điện thoại của em là 0353 896 808 mọi người nhé. Cây rất là nhiều hoa này. Đấy, rất là nhiều hoa luôn, cực kỳ nhiều hoa, sai hoa. Và bên em ship hàng toàn quốc mọi người nhé, 180.000 một chậu như thế này, cực kỳ xinh. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video và những sản phẩm nông nghiệp từ Vườn To nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người.